Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi Bạn biên tập chương trình sẽ được gửi tới quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật Sau đây sẽ là nội dung chi tiết Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galan ngày 15 tháng 1 thông báo Giai đoạn tiến công cao độ tại miền nam giải Gaza sẽ sớm kết thúc Ông đề cập tới khu vực thành phố Khan Yunis song không đưa ra mốc thời gian cụ thể Ông Galan cho biết lực lượng phòng vệ Israel IDF ở miền nam giải Gaza đang tập trung tấn công ban lãnh đạo Hamas, lữ đoàn Khan Yunis của họ đang dần tàn rã. Tại miền bắc giải Gaza, ông Galan tuyên bố IDF đang triển khai hoạt động với cường độ thấp hơn sau khi đánh bại toàn bộ tiểu đoàn Hamas trong khu vực. Các binh sĩ Israel đang xác định những cơ sở còn lại của Hamas, hạ hoặc bắt các thành viên cuối cùng của nhóm tại đây. Ông Galan nói quân đội Israel đang cắt đứt những con đường trên mặt đất và hầm ngầm dẫn tới thành phố Rafah ở miền nam giải Gaza. Bộ trưởng Galan cũng cảnh báo tình trạng thiếu quyết đoán về chính trị có thể gây tổn hại đến tiến độ chiến dịch của IDF. Ông Galan nói, chính quyền tương lai tại giải Gaza phải đến từ khu vực này. Giải Gaza sẽ do người Palestine quản lý. Kế hoạch quân sự kết thúc phải đi kèm với động thái chính trị. IDF ngày 15 tháng 1 thông báo hoàn tất rút sư đoàn số 36 Gaat khỏi giải Gaza để các binh sĩ nghỉ ngơi và tham gia huấn luyện, để lại ba sư đoàn tham gia chiến dịch nhằm vào Hamas tại khu vực. Trong hơn 3 tháng xung đột, Sư đoàn 36 hoạt động ở miền Bắc giải Gaza và nhận nhiệm vụ xóa sổ các tiểu đoàn Hamas tại đây. Xung đột tại giải Gaza vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Con số thương vong đang ngày càng gia tăng cùng với sự tàn phá của các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng tại đây đã khiến dư luận không khỏi quan ngại. Trong thông điệp về cuộc xung đột Israel-Hamas nổ ra, điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc Martin Griffin đã nhấn mạnh giải Gaza đang trải qua cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn. Người dân tại giải Gaza đang sống trong điều kiện như địa ngục, không có nơi nào an toàn nguy hiểm và nỗi lo sợ là không thể diễn tả bằng lời. Ông Martin Griffiths kêu gọi tất cả các bên chấm dứt mọi hành động thù địch, tránh đổ máu, trả tự do cho các con tin và ngừng bắn ngay lập tức. Ông Griffiths nhấn mạnh, tôi nhắc lại lời kêu gọi tuân thủ luật nhân đạo quốc tế nhiều hơn, bao gồm cả việc bảo vệ dân thường, cơ sở hạ tầng, cung cấp những thứ cần thiết cho sự sống, tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo ở quy mô cần thiết, đối xử nhân đạo và thả ngay lập tức tất cả các con tin. Quan trọng nhất, tôi nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn chấm dứt cuộc giao tranh kinh hoàng này. Chia sẻ quan điểm với điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm Ai Cập hôm 15 tháng 1, cũng nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại giải Gaza để bảo vệ dân thường Palestine và ngăn chặn bất ổn trong khu vực. Ông cũng nêu bật sự cần thiết phải thành lập một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền hoàn toàn dựa trên đường biên giới năm 1967 với đông Jerusalem là thủ đô. Ông Vương Nghị nói, hiện tại cuộc xung đột ở giải Gaza đang gây thương vong lớn cho dân thường vô tội dẫn đến những thảm họa nhân đạo nghiêm trọng và đẩy nhanh sự lan rộng của các hiệu ứng lan tỏa tiêu cực. Đạt được lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt là ưu tiên hàng đầu. Cuộc xung đột ở Gaza đã giết chết hơn 24.000 người, tình hình rất nghiêm trọng và cuộc khủng hoảng nhân đạo cũng đang nghiêm trọng. Cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực hết sức và khẩn trương cùng nhau tập trung vào việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn và bảo vệ an toàn dân sự nhằm chấm dứt tình trạng thảm khốc này. Để thúc đẩy quá trình ngừng bắn ở giải Gaza, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, Joseph Borrell, Hôm 15 tháng 1 thông báo, ông đã mời ngoại trưởng các quốc gia Ả Rập và Israel cùng người đứng đầu liên đoàn Ả Rập tới Bỉ để tham gia các cuộc thảo luận về giải Gaza bên lề cuộc họp Hội đồng Đối ngoại EU dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 1 tới. Ông Borrell cũng bày tỏ hy vọng rằng việc trao đổi quan điểm giữa các bộ trưởng châu Âu và những người đồng cấp từ các quốc gia trong khu vực sẽ đóng góp cho nỗ lực đạt được hòa bình ở Trung Đông. Theo tờ Telegraph của Anh, Căng thẳng giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có nguy cơ làm gián đoạn các nỗ lực của EU nhằm giải quyết mối đe dọa do lực lượng hầu thi gây ra ở Biển Đỏ. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bày tỏ sự không hài lòng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc hỗ trợ không đầy đủ cho Ukraine và từ chối đối đầu với lực lượng hầu thi ở Yemen. Nhìn chung, quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp đang căng thẳng vì các vấn đề như trợ cấp năng lượng, nhập khẩu ô tô điện Trung Quốc, chính sách quốc phòng và Ukraine. Các nhà ngoại giao lo ngại rằng mối quan hệ căng thẳng trên có thể ngăn cản Berlin thuyết phục Paris ủng hộ việc mở rộng sứ mệnh chống cướp biển của EU do Pháp dẫn đầu ở eo biển Hormuz và Biển Đỏ. Một nhà ngoại giao EU cho biết, mối quan hệ giữa Pháp và Đức thực sự không ổn vào lúc này. Phía Đức cho rằng Pháp làm chưa đủ ở Ukraine. Trước đó, Thủ tướng Schol cảnh báo các quốc gia thành viên EU rằng họ không cung cấp đủ hỗ trợ quân sự cho Ukraine, ám chỉ Pháp, nước có sự ủng hộ kém xa so với Đức. Được biết, theo Thủ tướng Schol, Berlin có kế hoạch chi 8,63 tỷ đô la Mỹ mua vũ khí cho Kiev vào năm 2024. Ngoài ra, nước này cũng dự kiến chi một khoản tiền chưa xác định phân bổ để hỗ trợ tài chính cho ngân sách Ukraine và 6,47 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ người tị nạn Ukraine sống ở Đức. Nhà lãnh đạo Đức thừa nhận rằng sự ủng hộ của quốc tế dành cho Kiev đang suy yếu và có thể buộc Berlin phải chi nhiều tiền hơn nữa để hỗ trợ Ukraine. Ông nói rằng Nga đang trông chờ vào việc các quốc gia phương Tây rời bỏ Ukraine và không thể loại bỏ những nguy cơ mà điều đó mang lại. Rõ ràng nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn vì những nước ủng hộ khác rút viện trợ cho Kiev, thì chúng tôi phải phản ứng lại. Nhà lãnh đạo Đức giải thích và nhấn mạnh rằng điều đó có thể yêu cầu chính phủ kích hoạt một điều khoản khẩn cấp đặc biệt và lách luật về nợ quốc gia. Theo ông, các nhà lập pháp đã quyết định đề xuất một giải pháp ngoại lệ về phanh nợ ở quốc hội trong trường hợp có diễn biến như vậy. Được ban hành vào năm 2009, quy tắc tài chính được gọi là phanh nợ ở Đức đã hạn chế thâm hụt ngân sách quốc gia ở mức 0,35% tổng sản phẩm quốc nội GDP và hạn chế phát hành trái phiếu chính phủ mới. Tuy nhiên, một điều khoản đặc biệt vẫn cho phép chính phủ bỏ qua những hạn chế này trong trường hợp khẩn cấp không lường trước được. Hồi tháng 11, nội các của ông Scholz đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng không có nợ khi tòa án hiến pháp Đức phán quyết ngân sách năm 2024 của họ là bất hợp pháp do vi phạm quy tắc phanh nợ và cấm chính phủ tái sử dụng các quỹ Covid-19 chưa sử dụng. Mặt khác, sau các cuộc không kích của Mỹ và Anh ở Yemen vào ngày 12 tháng 1 nhằm đáp trả mối đe dọa đối với vận chuyển thương mại từ lực lượng Houthi, hành động này đã nhận được sự ủng hộ chính trị từ các thành viên của EU là Đức, Hà Lan và Đan Mạch. Tuy nhiên, Pháp, Italy và Tây Ban Nha đã không ký một tuyên bố chung ủng hộ các vụ tấn công và cảnh báo rằng sẽ có nhiều vụ tấn công khác xảy ra sau đó. Như vậy, Paris từ chối tham gia các cuộc không kích hay ký tuyên bố, nỗ lực duy trì quan hệ với Iran với hy vọng đảm nhận vai trò hòa giải trong khu vực. Trong khi đó, Đức đang thúc đẩy EU mở rộng sứ mệnh chống cướp biển EMASOH, nhận thức về hàng hải châu Âu tại eo biển Hormuz, do Pháp dẫn đầu ở eo biển Hormuz tới biển đỏ, nơi lực lượng Houthi sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để tấn công các tàu thương mại. Tuy nhiên, bất chấp đề xuất của Đức về việc cử tàu chiến hỗ trợ sứ mệnh, Paris cho đến nay vẫn kiềm chế không đáp ứng kế hoạch này. Trong bối cảnh lo ngại về động thái hòa giải trong khu vực của Tổng thống Macron Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Josep Borrell, có kế hoạch đề xuất với các quốc gia thành viên một chương trình cho một sứ mệnh mới, được thiết kế đặc biệt của EU ở Biển Đỏ. Điều này sẽ liên quan đến việc triển khai ba tàu khu trục trong ít nhất một năm, và Đức, quốc gia mong muốn xây dựng hợp tác đa phương để bảo vệ vận chuyển và thương mại, ủng hộ ý tưởng này. Tờ Thời báo Israel dẫn lời cảnh báo của quan chức cấp cao của Houthi al -an anquahum cho hay những hành động của Mỹ chống lại Yemen sẽ thất bại và nhóm vũ trang Houthi sẽ đối đầu với toàn lực. Quan chức An Qua Hô -um của Houthi nói, Yemen sẽ biến thành một vũng lầy cho người Mỹ và họ sẽ phải rời Trung Đông trong tủi hổ. Mỹ và các đồng minh của họ sẽ đối mặt với những đòn đánh chiến lược và sự đáp trả đau đớn hơn. Người dân và giới lãnh đạo Yemen đã chuẩn bị đầy đủ để tham gia vào một cuộc chiến trực tiếp và toàn diện với Mỹ để bảo vệ Palestine. Theo thời báo Israel, Thông cáo trên được Houthi đưa ra trong bối cảnh liên quân Mỹ Anh vừa qua đã thực hiện nhiều đợt không kích nhằm vào 60 mục tiêu nằm tại các khu vực do Houthi kiểm soát. Dựa vào công bố từ giới chức Mỹ, những cuộc không kích đã khiến lực lượng Houthi suy giảm từ 20 đến 30% khả năng tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Saab, trong khi đề cập tới khả năng luân đôn mở thêm các đợt tấn công nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen, ông đã nói rằng: "Hãy chờ đợi và xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi không muốn bị kéo vào những hành động trên Biển Đỏ." nhưng cần bảo vệ quyền tự do đi lại theo luật pháp quốc tế. Bộ trưởng Sharp khẳng định giới chức Anh đang theo dõi chặt chẽ tình hình của nhóm Houthi. Họ nên biết rằng chúng tôi sẽ phải ra quyết định cần thiết nếu những hành động hiện nay không chấm dứt, ông nói thêm. Đại diện Houthi chưa bình luận về phát biểu trên. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc cho biết cơ quan này rất quan ngại về tình trạng căng thẳng sau khi các máy bay chiến đấu, tàu và tàu ngầm của Mỹ và Anh tiến hành hàng chục cuộc không kích khắp Yemen trong đêm nhằm trả đũa lực lượng Houthi vì trong nhiều tháng qua đã tấn công vào các tàu vận tải qua lại trên biển đỏ. Người phát ngôn Liên hợp quốc, Stefan Duzaeris nhấn mạnh, Tổng thư ký nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh những hành động có thể làm tình hình ở Yemen trở nên tồi tệ hơn. Ông kêu gọi thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng Yemen theo đuổi con đường hòa bình và không làm gián đoạn tiến trình nhằm chấm dứt xung đột ở Yemen. Như Tổng thư ký đã nói, mọi gián đoạn giao thông trên tuyến đường thủy ở Ấn Độ Dương, Biển Đỏ hay kênh đào Suez có thể tác động thảm khốc đến tình hình kinh tế toàn cầu và tác động vô cùng lớn đến tình hình nhân đạo. Trong một dấu hiệu căng thẳng hơn nữa, Iran vừa qua đã bắt giữ một tàu chở dầu thô của Iraq đang trên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ việc xảy ra gần eo biển Hormuz giữa Oman và Iran vốn là một tuyến đường vận chuyển quan trọng khác đối với thương mại toàn cầu. Giá dầu đã tăng khoảng 3% với giá dầu thô Brent giao dịch trên 80 đô la Mỹ. Nhiều công ty vận tải biển trong những tuần gần đây đã chọn cách tránh khu vực biển đỏ do rủi ro ngày càng cao.